Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi rất mong muốn được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy like clip này ở dưới ạ. Và đăng ký kênh Ô tô 360 để đón nhận những clip tiếp theo mà chúng tôi cập nhật. Hôm nay Ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ 2010. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 38.000 km rồi ạ. À xin lỗi quý vị và các bạn, chiếc xe này là chiếc xe nhập Mỹ, đã chạy được 38 mile, tức là 38 dặm đấy ạ, và biển Hà Nội. Chắc quý vị và các bạn cũng đang thắc mắc biển Hà Nội và chiếc biển này nó đẹp hay xấu như nào ạ. Tôi sẽ tiết lộ cho quý vị và các bạn ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, biển Hà Nội ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này. Chúng tôi sẽ cố gắng quay thật chi tiết và thật sát để cho quý vị và các bạn cùng xem và quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chiếc xe này nó còn mới và đẹp như thế nào ạ. Quý vị và các bạn cùng theo sát camera của chúng tôi để xem chiếc xe Camry này nhé. Toàn bộ phần thân vỏ còn zin và nguyên bản, chưa bị đâm đụng hay va chạm gì, tất cả các nước sơn quý vị các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Nhìn từ các góc độ, nhìn trực diện, nhìn nghiêng và thấy nền của nó vẫn còn đang rất là căng, đẹp, nước sơn bóng bẩy. Toàn bộ về cái phần tem của xe vẫn còn như mới, đậm chất xe Mỹ sau 9 năm sử dụng rồi quý vị và các bạn ạ. Thế mà chiếc xe nó còn đẹp như thế này. Và cái điểm quan trọng để nhận dạng là chiếc xe Mỹ này thì quý vị và các bạn nhìn bên ngoài, quý vị và các bạn có thể thấy được là chiếc xe Mỹ này là gương cứng không gập được, cho nên là nhìn qua bên ngoài này ta cũng phải đoán được ngay đây là chiếc xe Toyota nhập khẩu từ Mỹ. Và quan trọng hơn nữa, quý vị và các bạn nhận biết được đây là chiếc xe 2010. Thì là đây, chính là cụm đèn hậu phía sau. Cụm đèn hậu phía sau đặc trưng của Camry 2010. Tem nhập khẩu 2010 của xe Toyota. Đây chính là điểm nhận biết là chiếc xe, đây là chiếc xe 2010 rồi quý vị ạ. Và điều đặc biệt ở chiếc xe Toyota Camry 2010 này là đã được trang bị động cơ 2.5 lít đua VVT-i, khác với phiên bản trước đó là động cơ 2.4. Quý vị và các bạn có thể xem đây là cái điều mà Camry đã cải tiến từ những đời trước đó lên đến 2010, thì đã được trang bị động cơ đua VVT-i, tức là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, toàn bộ ốc ác keo chỉ còn nguyên và zin. Quý vị và các bạn có thể xem được qua đây là thấy được là cái chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào ạ. Máy móc chúng tôi không có dọn dẹp gì cả, đây là máy rất là mộc đấy ạ. Còn nguyên bản như mua về như thế nào thì chúng tôi đem ra đây là quay và chụp bán như thế vậy thôi ạ, chứ không có mông má hay là về dọn dẹp làm gì cả. Đấy, vì là quan điểm của chúng tôi là sẽ đưa cái giá thành đến quý vị và các bạn nó rẻ nhất. Và rẻ nhất thì đương nhiên chúng tôi phải tiết kiệm nhất, tiết kiệm từ những cái việc dọn dẹp máy móc hoặc là đánh bóng vỏ xe, tiết kiệm từng đồng một thì là cái giá thành đến với quý vị và các bạn nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Hơn nữa là cái máy nó rất là mộc mạc, nó thật. Toàn bộ phần ba đời sốc trước quý vị và các bạn nhìn thấy không ạ, đang còn rất là đẹp và mới. Từ đèn pha cho đến mặt ca lăng ba đời sốc gần như chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả.
Nếu như có dấu hiệu của sự đâm đụng thì là những cái mép này không bao giờ còn in và kín như thế này đấy ạ. Kín khít như thế này thì là chỉ có nguyên bản mới được kín khít như này thôi. Nếu đã có sự đâm đụng hay va chạm gì thì là không còn được nguyên như vậy đâu ạ. Đèn pha bi xenon rất là sáng và mới. Chiếc xe cũng đã được tích hợp bộ đèn gầm, tức là đèn sương mù cho xe. Tương tự như ba đợt sốc trước thì có ba đợt sốc sau, cũng còn đang rất là đẹp đấy quý vị và các bạn. Từ nắp cốp sau cho đến phần đèn, những khe hở như thế này. Đèn hậu đây ạ. Đèn hậu tích hợp cùng đèn xi nhan và giải đèn LED. Rất là đẹp, điều đặc điểm đặc trưng của dòng 2010 đấy. Nó nằm ở cái đèn này đấy ạ. Bộ la răng đúc còn mới và rất là sáng bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng quay chi tiết từ xa cho đến gần và từ trong ra ngoài, cố gắng quay thật chi tiết nhất để cho quý vị và các bạn có thể xem và tự đánh giá cho mình được, biết được cái xe này nó còn mới và đẹp, còn bao chất lượng, đánh giá được chất lượng còn bao nhiêu phần trăm để cho quý vị và các bạn có thể xuống tiền mua chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất để xem chiếc xe này trong nội thất nó sẽ còn đẹp được như thế nào ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, từ táp bi cửa lái cho đến ghế lái, toàn bộ còn rất là mới. Tất cả còn rất là mới ạ. Chiếc vô lăng được ốp vân gỗ, tích hợp các nút điều khiển như âm thanh trên vô lăng. Tiện đây là tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này là phiên bản nhập Mỹ. Nhập Mỹ về Việt Nam mình nó chỉ là bản toàn bộ ghế của nó là ghế nỉ thôi ạ. Và tất cả chủ xe đã mua về thì đã lắp theo lên ghế da theo sở thích của mình. Mỗi người thích một màu, có người thích màu đen, có người thích màu kem, có người thích màu ghi. Có những người thích màu da bò như chủ xe hôm nay đây đấy ạ. Chủ xe này thì là chính chiếc xe này là chúng tôi đã bán ra và chúng tôi đã tư vấn cho chủ xe để lắp lên bộ ghế da cao cấp như thế này. Chủ xe lắp cái bộ ghế da này rất là cao cấp. Quý vị và các bạn nhìn đây là chúng ta cũng có thể được biết được là cái da nó cao cấp và nó còn đẹp như thế nào sau 9 năm sử dụng. Chất liệu da đây ạ. Chất liệu da thì quý vị có thể thấy, tôi sẽ xem cho quý vị và các bạn xem chất liệu da nó như thế nào. Nó là da thật và rất là bền. Chủ xe rất là cẩn thận. Đấy, vâng, quý vị và các bạn xem nào, chủ xe đã làm lên bọc sàn, lót sàn 3D. Lót sàn 3D 2 lớp. Và đây là táp bi cửa bên phụ. Cũng còn đẹp, đẹp hơn cả táp bi cửa bên lái. Toàn bộ phần keo chỉ cánh cửa bản lề còn nguyên bản. Toàn bộ phần ốp vân gỗ, nội thất táp lô còn rất là mới và đẹp. Và một điều nữa chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là toàn bộ về chủ xe còn giữ nguyên bộ sách hướng dẫn. Đây, toàn bộ chủ xe còn giữ nguyên sách hướng dẫn, còn mới nguyên từ lúc khi bàn giao. Sách hướng dẫn dán phim cách nhiệt Vicon
Tất cả còn giữ gìn rất là mới. Từ sách hướng dẫn y như là những chiếc xe vừa mới mua xong. Sau đây tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem chi tiết từ cái vô lăng đồng hồ. Đồng hồ của chiếc xe này là đã lăn bánh được 4.8 vạn ạ. Chính xác là 4.8 vạn, nãy có thể tôi không nhớ không nhầm. Tôi giới thiệu nhầm thì cũng xin lỗi quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn xem lại đồng hồ trực tiếp đây ạ. 48.000 mai, tức là 4.8 vạn dặm rồi đấy ạ. Cái đầu này là cái đầu DVD mà chủ xe đã thay lên DVD và màn hình 8 inch. Tích hợp camera lùi, vì nguyên bản của chiếc xe này nó chỉ là đầu CD thôi. Điều hòa tự động. Toàn bộ phần táp bi, táp lô rất là mới. Rất xứng đáng đồng tiền bát gạo mà quý vị các bạn bỏ ra. Vừa nãy tôi có giới thiệu cho quý vị và bạn chiếc xe này, chiếc xe bản full có cửa nóc. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn biết đây là cửa nóc nguyên bản của xe. Toàn bộ nút bấm điều khiển là nút bấm nguyên bản. Khác với những bản bay là nó sẽ không có cửa nóc mà mọi người phải độ lên, nó không có cái công tắc như thế này đâu ạ. Tôi sẽ mở cho quý vị và bạn xem cái cửa nóc này như này. Đấy, thưa quý vị và các bạn, cửa nóc nguyên bản. Cũng một chạm là tự đóng, tự mở. Còn đây chính là chiếc head up display mà chủ xe đã lắp thêm ạ. Chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu từ Mỹ nên nó là chạy theo đồng hồ tính theo dặm, tức là mai đấy. Cho nên là chủ xe đã lắp thêm một cái head up display, tức là hiển thị tốc độ trên kính. Hiển thị tốc độ trên kính này nó sẽ hiển thị tốc độ mình đang chạy được bao nhiêu km và chạy tính bằng km, giúp cho người lái xe là không phải nhìn trong đồng hồ nữa mà ta nhìn về phía trước ta cũng có thể biết được chiếc xe mình đang chạy với vận tốc là bao nhiêu ạ. Rất tiện lợi. Đây là phần cốp của chiếc xe. Tôi quay đầy đủ chi tiết từ phần nội thất, ngoại thất, khoang máy, khoang cốp cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào. Lớp sơ cua của xe nhập khẩu nó là lớp sơ cua nhỏ, đúng nghĩa là sơ cua, và còn rất mới, cái lốp này chưa hạ lần nào ạ. Chủ xe cũng đã rất cẩn thận và dán chống ồn cho chiếc xe này. Cái lót cốp này là cái lót cốp mà chủ xe mua thêm, chứ còn nguyên bản nó chỉ có đến đây thôi ạ. Đây chính là tem Vicool. Tem Vicool được dán ở phần sau xe và các phần trên cánh cửa đều có tem của Vicool. Toàn bộ các kính lái, kính cửa đều có tem của Vicool mà chủ xe đã dán lên. Nhắc đến Camry Mỹ thì quý vị và bạn có thể nói được cái độ an toàn của nó rất là cao. Xe đã được trang bị lên 9 túi khí. Kể cả là phần đầu gối của người lái xe cũng đã được trang bị thêm túi khí cho người phần đầu gối của người lái xe. Cho nên là đi chiếc xe này rất là an toàn ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560
8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.